các bác cứ nghe nhé, em sẽ test một bộ này thì em sẽ giới thiệu chi tiết về cấu hình hôm nay em ghép cho các bác. Trước tiên là em xin cảm ơn các bác đã theo dõi clip của em. Trong clip hôm nay thì muốn giới thiệu đến các bác là một cặp loa Tannoy. Thì thông thường thì cứ nghĩ đến Tannoy là anh em sẽ nghĩ ngay đến âm ly Acouphase. Hôm nay thì em lại ghép cho các bác một cái cấu hình 7800 Mark 2. Thực ra thì Acouphase thì cái loại co cỏ
loại gọi là cỏ nhất của nó thì nó cũng phải tầm trên dưới 20 triệu đó. Nhưng mà em cũng ghép thử với những cái dòng này thôi, và em vẫn thích cái chất của con 7008 khi ghép với cái những dòng này hơn. Đấy, cặp loa em đang quay là cặp Tannoy 611 các bác nhé. Tannoy 611, em nhắc lại là Tannoy 611. Tất cả những cái mã em thường sẽ đọc cho các bác để các bác nắm được cái thông số, tức là cái model của sản phẩm Tannoy 611 này, cùng với cả bộ âm ly Pioneer Tuner 7008 Mark 2 đồng bộ luôn, rất là đẹp. Những cái hàng này em mang về cho các bác thì em sẽ lựa cho các bác những bộ cực kỳ xuất sắc luôn đó. Bộ này thì nó có một cái rất là hay, bởi vì nó chơi được nhiều những cái dòng loa khác nhau. Thì hôm nay là nó thể hiện một cặp loa Anh. Em ở ngoài là em nghe thậm chí còn hơi bị nổi da gà, bởi vì cái tiếng đặc trưng của cái tép đồng trục của Tannoy lại kết hợp với cả con 7008 này, em đánh giá chất âm nó rất là hay. Đó. Và các bác nhìn này, dây dợ này nó rất là bình dân. Dây này thì các bác mua ở đâu cũng có. Đấy. Xuất âm ra thì tùy điện thoại. Đấy, chỉ cần đơn giản như vậy thôi thì anh em đã được một bộ cấu hình với cặp loa Tannoy 611 cùng bộ Pioneer 7008 Mark 2. Đó, đây là một cấu hình hay, tiếng tốt, đẹp, nghe thưởng thức rất là chất lượng. À, còn nếu anh em nào mà thích kiểu bạo lực hơn mà vẫn sử dụng cái bộ 7008 này thì có thể nghiên cứu những dòng sạc Winvega hoặc là dòng JBL giúp em nhé. Rồi, clip đến đây là kết thúc. Xin chân thành cảm ơn anh em đã quan tâm theo dõi. Nhớ đăng ký kênh để theo dõi những cái clip sau. Đó. Rồi.